Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu bạn chiếc camera soi tai, hay còn gọi là camera nội soi. Với chiếc camera này, kết hợp cùng máy tính hoặc là điện thoại có hệ điều hành Android, các bạn có thể xem được hình ảnh được thu từ cái đầu nội soi này rất là rõ nét. Trên thị trường thì có rất nhiều phiên bản camera nội soi với tính năng và độ phân giải khác nhau. Hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu phiên bản camera nội soi có chất lượng hình ảnh HD. Thì đây là chiếc hộp đóng gói cái camera nội soi này, rất là nhỏ gọn. Và đây ghi rõ là có thể chạy được với hệ điều hành Android hoặc là chạy trên máy vi tính, chạy hệ điều hành Windows. Đóng gói sản phẩm có thứ nhất là chúng ta thấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và nhiều thứ khác nữa. Các phụ kiện đi kèm, chỗ để vệ sinh tai, vân vân. Và đây là chiếc camera nội soi. Về cấu tạo thì cái camera này có một cái đầu nội soi với các đèn LED xung quanh để đảm bảo đủ ánh sáng cho camera quay phim được. Một cái bộ phận bảo vệ. Đây là phần thân camera nội soi và cái phần dây dẫn. Dây dẫn này khá dài, đủ các bạn sử dụng thuận tiện. Và ở đầu này chúng ta thấy có một cái núm vặn để điều chỉnh cái cường độ ánh sáng của đèn LED ở đầu này để đảm bảo cái hình ảnh chất lượng tốt nhất. Điều đặc biệt của chiếc camera này là ở phần đầu cắm kết nối. Ở đây chúng ta thấy có các chuẩn kết nối sau. Thứ nhất là chuẩn Type-C dành cho các điện thoại chạy hệ điều hành Android đời mới. Cái chuẩn kết nối thứ hai là cổng USB để các bạn cắm vào các máy tính PC. Và chuẩn thứ ba các bạn nhìn này, các bạn tách ra và chúng ta có cổng kết nối là đây là chuẩn micro USB. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng thử cái camera này với chiếc điện thoại Samsung. Và Samsung này thì có cổng Type-C, vì vậy tôi sẽ phải cắm cái cổng chuyển đổi từ micro USB sang Type-C. Cắm vào đây. Để sử dụng cái camera nội soi này thì chúng ta cần phải cài đặt phần mềm trên cái điện thoại trước. Thì các bạn xem trong quyển hướng dẫn sử dụng có cái phần hướng dẫn cài đặt. Đây, chúng ta sẽ dùng mã QR chúng ta quét cái code này để cài đặt cái phần mềm Instagram. Thế tôi đã cài sẵn cái phần mềm Instagram. Đây. Các bạn quét cái mã QR ở đây hoặc là các bạn truy cập cái đường dẫn download ở đây về. Và các bạn khởi động phần mềm này lên. Hiện tại là chưa có camera gắn vào, chúng ta chỉ việc cắm gì nhỉ, cắm cái cổng kết nối này vào. Ở đây tôi dùng Type-C. Điện thoại sẽ hỏi chúng ta là cho phép ứng dụng Instagram này truy cập USB hay không. Sẽ ấn vào sử dụng mặc định. Ok. Mở khi được kết nối. Ok. Và các bạn thấy cái màn hình này đã hiển thị. Và đây cái camera đã có đèn. Chúng ta tháo cái đầu bảo vệ ra. Và các bạn thấy tôi đã quay phim được. Bây giờ chúng ta sẽ thử sử dụng camera này. Tôi sẽ tắt điện đi. Bạn dễ nhìn hơn. Tôi zoom to này các bạn dễ nhìn hơn. Và trước tiên tôi sẽ thử với cái cuốn sách này. Ở đây có phần chữ và tôi sẽ thử nó cho phần chữ này xem sao. Và các bạn hướng cái camera này vào phần cuốn sách. Các bạn sẽ để ý trên màn hình. Đây là cái phần camera nó quay được rất là nét. Chúng ta có thể nhìn thấy cả cái lỗ trên tờ giấy. Tương tự vậy ta thử quay lên cái phần bìa. Và bây giờ tôi sẽ thử trên tay thôi, quay ra. Bạn nhìn thấy không? Rất là nét. Thì với cái tính năng của camera này chúng ta có thể quay được là gì nhỉ? Soi da, soi tai, soi mũi, vân vân. Đây tôi đang quay trên bề mặt da. Đây ạ. À, rất là nét. Đây là quay trên tay này. Đây là quay trên da này. Là quay trên giấy này. Số 130 này chúng ta nhìn.
Đây là cái chân USB. Các bạn thấy cái độ phân giải HD nên chất lượng hình ảnh rất là tốt. Thì trong quá trình sử dụng ấy thì các bạn có thể chụp ảnh lại được bằng cách là chọn chế độ chụp ảnh ở đây. Rồi bấm nút chụp chỗ này. Thì các bạn bấm nút chụp. Ok. Chụp. Hoặc là bạn để quay phim thì bạn gạt sang bên này. Thì nó sẽ chế độ quay phim. Đấy, còn đây là bạn tắt bật cái camera và bật trở lại. Cách sử dụng rất đơn giản. Ngoài ra bạn có thể sử dụng nhiều cái tính năng ở trên màn hình này. Các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm. Trên đây chúng ta vừa tìm hiểu và sử dụng cái camera nội soi rất là nhỏ gọn và chạy trực tiếp trên cái điện thoại, rất là tiện. Vậy là chúng ta đã vừa dùng thử xong chiếc camera rất là nhỏ gọn. Hy vọng sản phẩm này sẽ là sản phẩm hữu ích đối với các bạn. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.